Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một chủ đề mới nhưng lại rất quen thuộc với các bạn trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là chủ đề trái cây. Trên tay mình đang cầm là những tấm thẻ có in hình những quả, những trái cây khác nhau. Các bạn hãy cùng mình đoán xem đó là những quả trái cây gì nhé. Đầu tiên, các bạn có biết đây là quả gì không? À, đây chính là quả măng cụt. Quả măng cụt. Tiếp theo, quả gì đây? Các bạn hãy trả lời giúp mình nào. À, đây chính là quả xoài. Quả xoài. Còn đây, các bạn có biết không? Hãy cùng mình trả lời nào. À, đây chính là quả nhãn. Còn đây chính là quả thanh long đấy các bạn ạ. Các bạn có biết quả gì đây không? À, đó chính là quả xoài. Quả gì mà nhiều gai thế này? À, đây chính là quả sầu riêng. Tiếp theo, mình muốn giới thiệu với các bạn quả lựu. Quả chanh. Các bạn có biết quả gì đây không? À, đó chính là quả ổi đấy. Các bạn đã được ăn quả ổi bao giờ chưa? Bình thường ở nhà, các bạn có được bố mẹ pha nước cam cho uống không? À, nước cam được vắt từ quả cam đấy. Quả bưởi. Vậy là chúng ta vừa được làm quen với một số những loại trái cây mà trong cuộc sống chúng ta đã được ăn đúng không nào? Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like video và đăng ký kênh nhé.